bạn ở, mẹ toàn chơi với em Cu thôi, chả chơi với mình gì cả. Mẹ ơi mẹ, mẹ xuống đây chơi với con đi, con chơi một mình chán quá. Ô kìa, mẹ đang dỗ em ngủ, con chơi một mình đi, không thì em lại khóc bây giờ đấy. Con ngủ đi nhá, con ngủ đi. Đến giờ học rồi, sao lại ngồi ở đây xem TV mà không đi học? Cầm đồ vậy hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ chủ nhật mẹ cho con nghỉ một hôm đi. Con học chán quá rồi mẹ ạ. Con mà không làm bài tập là cô giáo mắng đấy. Chẳng sướng như em gì cả. Phải học, phải quét nhà, phải trông em. Em thì suốt ngày rồi mẹ chiều chuộng, cô không làm thế đâu, cô làm em bé cơ. Con muốn mẹ làm em bé rõ sướng rồi mẹ ạ. Hôm qua thầy đánh hoa lan, anh chẳng có đồ nữa. Hôm qua thầy mua Florentino đẳng cấp luôn.
của chúng mình rồi, bây giờ chúng mình phải đi lấy gái thôi. Thôi là nghe tớ gặp tên một thuế. Tớ muốn như Anna nó qua cả cả bản đồ luôn. Thôi tớ dùng con đi tớ dùng quý như thế này. Như này, như này. Thôi, bây giờ chúng mình đi thôi. Đi thôi, đi. Nhanh lên đi. Tên một thuế. Chào bốn bạn. Bốn bạn muốn lấy lại những lốc sữa Fisty này đúng không? Đúng rồi, trả tôi sữa đi. Trả tao đi. Trả đi. Đây là sữa của bọn tôi mà. Giả sữa đi, giả sữa. Giả sữa đi. Thu tiền chiêu đi. Tôi chiêu. Tôi chiêu. Này, tôi phó lo tí nó đi. Thôi, tôi chiêu. Giả sữa đi, giả sữa. Tớ cắm tên thuế. Tớ muốn như là nó qua cả cả bản đồ luôn. Tôi đi tôi cũng muốn như thế. Chiêu sữa như này. Các bạn muốn lấy lại sữa cũng được, nhưng phải vượt qua thử thách của ta. Cái gì? Thử thách à? Thử thách gì vô thuế? Trên tay ta là hai chiếc dấu bích. Nhiệm vụ các bạn là hoàn thành 6 mặt của hai chiếc dấu bích này. Hả? Các bạn có 3 phút để hoàn thành thử thách. 3 phút của các bạn bắt đầu. Hai ơi, chúng ta chỉ có 3 phút rồi. Cố lên nhá. Cái này tớ chưa chơi bao giờ nên không biết đâu. Khó thật. Anh Tuấn ơi, xoay kiểu gì bây giờ? Em cứ xoay làm sao cho nó thành một mặt như thế này là được. Các bạn hãy nhanh lên. Thời gian không chờ các bạn đâu. Nếu hết thời gian mà các bạn vẫn chưa xong thì những lốc sữa này sẽ bị cái búa này đập nát. Các bạn hãy nhanh lên. Chiếc búa đang dần dần hạ xuống. Hả? Cậu cũng biết lắp không đây? Tớ chưa biết lắp đâu. Tớ xem ở trên TV người ta cũng lắp thế này mà. Cậu xoay cái tật không được bung ra đây. Phải lo. Tớ xem cái này ở trên TV nhiều rồi mà. Anh Tuấn ơi, em xoay được một mặt rồi này. Cố lên. Chúng ta còn 5 mặt nữa cơ mà. Vâng. Các bạn hãy nhìn đi. Chiếc búa đang rất gần những lớp sữa đây. Hả? Có cơ. Thôi đứng đây, có lắp được đây. Đấy, tôi tháo được rồi. Mình không biết lắp nên mình phải tháo ra thôi cậu ạ. Hả? Cậu lại tháo ra à? Bây giờ cậu giúp tớ lắp lại thành mấy cái màu này nào. Ok. Anh bên kia nó tháo ra kìa. Anh nhau mình bắt chiếc đi. Không được đâu anh ơi. Để em tự xoay. Các bạn đừng ngon nắng thế nào như vậy. Bây giờ bốn bạn hãy lấy sữa về đi. Ui,
anh em ơi, lên lại chứa vé đi. Đi về uống. Các bạn, còn phần 2 nữa. Ghê thế nhỉ? Hả? Anh, em đưa ra đi! Em có đưa lại anh ạ!
Ông già Noel ơi, chú thắng rồi, chú thắng cơ đấy ông ơi. Rồi, đây chính là phần thưởng của cháu. Wow. Đây, phần thưởng của cháu đây, cháu cầm lấy đi. Vâng, cháu xin ạ. Ui, anh Hải chơi bẩn, mạng được món quà đẹp thế nhở. À, gì rồi. Ai vừa, đứng xuống mình ý nhở. Các bạn ơi, các bạn có biết ai đứng xuống mình không các bạn? Ôi, A Trúc, hai cháu, Giáng sinh, vui vẻ nhá. Hai đứa phải ngoan. Các bạn đã đến với trò chơi con cua. À nhầm, trò chơi con mực. Phần thi hôm nay sẽ là đèn xanh đèn đỏ. Sau đây sẽ là những người may mắn được tham gia trò chơi này. Đây sẽ là các bạn phải làm mọi cách để về đích trước, và trên những đường đi sẽ có những món quà, trong đó sẽ có các trợ giúp để giúp các bạn về đích nhanh hơn đấy. Và người nào ấy về đích trước sẽ được phần quà rất đặc biệt, đó là hai chiếc đùi gà. Wow. Ui các bạn ơi, còn cả đùi gà nha. Chơi luôn anh ơi, chơi luôn đi anh ơi. Đúng rồi anh ơi, chơi luôn đi anh em. Chơi ở đây anh chơi luôn đi. Các bạn ơi, các học sinh đã sẵn sàng hết rồi. Trò chơi bắt đầu. Ủa các bạn, mình vừa đi, em có quà rồi. Sao tên là bò nhỉ? Là bò tới đích. Bò tới đích à? Các bạn, mình điên quá. Bò tới đích, làm sao đến được? Thế là Huy Lê phải sao đi nha. Kiểu gì, cậu này chẳng phải có hình phạt mà. Các bạn ơi, mong là phần quà này không giống Huy các bạn ạ. Các bạn ơi, dầu rửa bát. Mình có gì mà chưa đấy nhỉ? Ha ha ha!
ai đi được trước cứu đâu. Để xem, không ai được cả được còn cô Lôi Nhuê đâu. Cả nhau đi xong đến cơ hội của mình mà. Không, không vé đi chơi cờ được đâu. Bỏ chân đầu ra, bỏ chân đầu ra, bỏ chân ra, bỏ chân đầu ra, bỏ chân đầu ra. Quý em đây. Wow. Wow. Em cảm ơn anh ạ. Ui, các bạn ơi, đuôi gà này. Ha ha, hai cứ đánh nhau cho lắm mà. Thôi, em đi ăn đuôi gà đây. Cứ thế đánh nhau là phải. Đuôi gà ngu thật. Không có đuôi gà. Quá. Các bạn ơi, mình không có đuôi gà ăn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ăn mặt tỉnh hết cả người các bạn ạ.